Dạ, em xin kính chào quý cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm vô sai kỹ trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Phan Ra Hậu Giang ạ. Dạ, hôm nay thì em quay trở lại với chỗ của anh Tám, chia sẻ cùng quý cô chú anh chị mình tiếp tục một lô mai bonsai để bàn cô chú anh chị ha. Dạ, bữa nay cũng khá là nhiều loại giống nha cô chú anh chị. Chúc quý cô chú mình xem clip vui và chọn được những cây ưng ý luôn ạ. Dạ, lô mai hôm nay đa số là những hàng bonsai đế đẹp hết trơn cô chú anh chị nha. Có giảo chuông nha quý cô chú anh chị, đế quái đủ dáng đủ kiểu luôn ạ. Có cúc thọ hương, lá cẩm thạch. Dạ, bữa nay thì là một clip tri ân khách hàng cô chú anh chị nha. Mua một sẽ được tặng một luôn ha cô chú. Bây giờ em xin mời cô chú anh chị mình vào gặp anh Tám chia sẻ cụ thể cũng như là báo giá cho cô chú anh chị mình luôn ha. Dạ, em xin chào anh Tám rồi. À, chào cô chú anh chị cho nó ha. Hôm nay tiếp tục em lên lô mai đủ giống ha, mini để bàn. Rồi hôm nay ông em cũng ơi ăn cô chú anh chị vừa qua ủng hộ em ha, hôm nay em đi ăn mua một cây lớn tặng cây nhỏ ha. Dạ. Đó. Hôm nay là mua một tặng một ha. Đó. Đầu clip là em vô cây số 1. Số 1 là giống hoa gì đen ha? 24 mà giỏ 24. Dạ ơi. Một ha. Rồi năm nay lô này em 101 ha. Rồi đầu clip em hãy số 1 đi dạo chuông. Tặng cây siêu bông Sài Gòn. Dạ. Đây đó. Rồi mua một cây dạo chuông tặng một cây siêu bông Sài Gòn. Dạo chuông cây này đế đẹp nha cô chú anh chị ha, chân dài luôn ạ. Có mặt bông ha, về nhà thấy liền hả cô chú anh chị. Dạ. Dạ em xin số 2 luôn ha. Hoành là 14. Dạ. Củ ngay đây là 28. Tổng hoành đế của nó là 52. Cao nơm nó là 18, chiều cao 63, ngang 48. Rồi mã số 1 vô lưu giá 900.000. Dạ 900 nha cô chú anh chị, mã số 1. Tặng một cây siêu bông Sài Gòn của chú anh chị. Này chú anh chị nào chốt bên em một cây em tặng một cây ha. Rồi. Số 2. Mẹ đi. Mã số 2. Là một cây hoàng đế. Cúc hoàng đế. Đá rất là to luôn nha chú anh chị. Cái này số 3 luôn nè. Cái này được 2 bao này lớn. Bao nó hết rồi. Nó này em tặng một cây cúc hoa hương giá ẩm thạch ha cô chú anh chị. Dạ, cúc hoa hương cẩm thạch. Cô chú anh chị nào mà đổi giống thì em đổi ha. Dạ. Muốn siêu bông Sài Gòn em tặng siêu bông Sài Gòn. Bạch mai có luôn ha. Bạch mai đó. Dạ, bạch mai đậu hồng. Hoa hồng anh Tú luôn, có luôn ha. Dạ. Đây hôm nay em yên khách hàng ha. Mua một trong một. Dạ, rồi em xin xếp ra luôn ha. Hoành vị trí này là 16. Dạ. Chiều cao là 33. Ngang là 61. Rồi số 2 giao lưu giá 450 ha. Dạ rồi 450 cúc hoàng đế nha cô chú. Hàng già mùa luôn ạ. Sức sống mạnh ha. Dạ. Hương à. Dạ. Hàng bonsai nha cô chú anh chị ha. Cúc thọ hương. Cái này mình ghép được 20 ghép nha cô chú anh chị. Một trong một thôi chú chú. Dạ. Cây nào em đặng anh ha. Đế nở cũ luôn à. Dạ em xin số 2 luôn anh ha. Hoành 14. Dạ. Cũ nó 19. Chiều cao em nó là 242. Ngang 50. Chiều cao 42. Dạ rồi một cây cúc hoa hương. Số 3 giao lô 500 ngàn. Dạ 500 ngàn được tặng một cây giống nữa hay cô chú anh chị. Dạ rồi em đổi luôn ạ. À. Số 4. Số 4. Hoàng đế luôn ha. Cây này với cây số 2 chưa cặp đó chú. Cây này mình ghép cũng được 3 chột ghép hàng già mùa nha cô chú. Rồi đế nở cũ luôn ạ. À. Dạ em xin rất là luôn ha. Hoành vị trí là 17 ha.
chiều cao là 46, ngang 47, rồi mã số 4 vô lô giá 450 luôn ha. Dạ, cúc hoàng đế 450. Họ hơn bạch kim à. Hơn da lá âm hạch. Dạ, cúc họ hơn lá cẩm hạch. Rồi dáng này mini nhìn thấy quái đẹp ha. Cây này ghép được 4 chồng ghép cô chú anh chị nha. Đó, đế đẹp luôn ạ. Họ hơn lá âm hạch giống mới hả cô chú anh chị? Dạ, rồi em xin số đo luôn ạ. Hoành vị trí này 15 ha. Cũ của nó coi, này nó cũng cũ nó 29 ha. Chiều cao nó là 30. Ngang 29. Rồi số 5 Zalo giá 600 ngàn ha. Dạ. Dạ. 6. Ừ. Cũng ha, cực, dễ thương ha. Lá cẩm hạch luôn nha cô chú chị. Cái mình vừa cho lá vừa cho bông luôn nha cô chú ha. Cái này lá đẹp ha. Âm hạch nó ra màu đỏ nó lại làm âm hạch. Dạ, cái này đế cũng đẹp đó nha cô chú chị. Dạ rồi. Quanh 17 ha. Tổng hoành đế nó 41. Chiều cao 29. Ngang 31. Rồi số 6 giao lưu giá 650 ha. Dạ rồi, 650. Cúc thọ hương nha cô chú. Lá cẩm thạch. Số 7 thọ hương luôn. Rồi, hàng này mình chưa lá âm thạch luôn ha. Cây này mía thuộc 4 chồng ghép nha cô chú chị. Dạ rồi, em xin số đo luôn ha. Cây đang nằm trong chậu 2 nha cô chú. Hoành 18. Để ra 30. Chiều cao 28. Chiều ngang 35. Rồi số 7 giao lưu giá 650 luôn. Dạ rồi, 650. Số 8. Số 8. Thọ hương anh thật luôn ha. Cây này cũng ghép được 4 chục ghép nha quý cô chú. Này tặng siêu bông Sài Gòn chú anh chị. Hoành 17. Rồi cũ của nó 27. Chiều cao 34. Rồi số 6 số 8 vô lưu 650 luôn. Dạ, tặng một cây bất kỳ luôn cô chú anh chị nha. Dạ rồi. Số 9. Một em chân dài luôn nha cô chú anh chị. Mà số 9. Vô chuông luôn ha. Dạ. Em về mình có thể lấy bo nhân giống được liền cô chú anh chị. Đồ đế nè cô chú anh chị. À, chân dài luôn hả? Thân lắc nha cô chú anh chị. Xem gửi hay xem chồng? Xem gửi. Đồ đế nè, quấn ra trong ha. Cái này đẹp lắm. À, em xin số rồi ha. Cái này để bàn này như ý luôn. Hoành vị trí này là 14 ha. Tổng cái hoành của nó là 48. Dạ. Cái này mình ghép cũng được. Đây này nâm cao. Cái này nâm cao là 21 ha. Ừ. Nâm cao lắm rồi anh chị. Chiều cao nó là 62. Ngang là 50. Mã số 9 Zalo giá 1 triệu 1 ha. Dạ 1 triệu 1 cây. Bao xếp bao chậu ha, tặng một cây siêu bông Sài Gòn ha. Dạ ghép được 6 bò. Rồi, đỡ luôn nha. Mười. Dạ số 10. Giữ chuông luôn ha. Cái này đế đẹp nha cô chú anh chị. Mùa đế à. Quá đẹp luôn. Cái đang nằm trong chỗ 3 luôn ha cô chú anh chị. Nhìn là cũ nữa ha, bộ đế ha, đế nơm sắn xuống nè, nhìn nè. Thân lắc đẹp mà. Cái này ghép được 5 bo lấy. Rồi hàng này mình cũng có thể về lấy bo được liền đúng không cô chú? Hoành 16. Tổng ở hoành đế của nó là 62 ha. Dạ. Đế đặn chân ha. Cao đế nôm nó là 16. Chiều cao là 57. Ngang là 53. Rồi số 10 giao lưu giá 1 triệu 200 ngàn bao xếp bao chậu ha. Dạ, hàng bao xa. Tặng một cây siêu bông Sài Gòn luôn ha. Dạ rồi. Số 11. Chậu chuông luôn ha. Cái này cổ. Cái cần cổ nó dài luôn cơ chú anh chị. Có mặt bông à. Đó, nó chưa nở ra đẹp không? Nở nó dài cổ vậy
Nó đợi hai gứa nó này. Cái này ghép 3, 4 chục ghép. À xin lỗi, 7 chục ghép cô chú anh chị. Cổ dài mà lắc luôn nha cô chú anh chị. Té đẹp luôn nha. À. Rồi. Em xin số đo đây ạ. Hoành vị trí 15. Dạ, 15 thôi. Tổng hoành đế của nó 44. Nôm cao nó 15. Chiều cao là 59. Ngang là 51. Dài bay của nó là 68. Rồi mã số 11 giao lưu giá 1 triệu ha. Dạ 1 triệu chẳng luôn hết cô chú anh chị. Tặng một cây siêu bông Sài Gòn hả chú anh chị. Dạ giáo chú. Mã số 12. 12. Cũng một em bonsai đế đẹp luôn nha cô chú. Cái này mình ghép cũng được 4 chục ghép. Giữ chuông luôn ha, cũ à. Đế nó gom cũ nha cô chú anh chị. Dạ rồi, em xin số đo ha. Hoành vị trí này 14 ha. Cũ của nó là 45. Ngang là 50. Ủa, cao là 50. Ngang là 48. Rồi mã 12 giao lưu giá 1 triệu. 1 triệu 100 ngàn. 1 triệu 150 ngàn ha. Dạ 1 triệu 150. Tặng một cây da. Tặng một cây cúc bạch mai ha. Một cây. Ủa, đọt hồng ha. Dạ một cây bạch mai đọt hồng nha cô chú. Đây rồi. 13. Dạ, đó. 13. Cây này đẹp hả cô chú anh chị? Một cây bonsai lùng lực luôn. Dáng nằm à. Đưa ra chút. Đế thì nó gom cũng đế nha. Cái này đẹp lắm ha. Tại vì vô hình chữ nhật đẹp lắm. Đẹp giữ để bán nữa không? Đẹp à, đẹp về giữ là giữ lại hả cô chú anh chị? 2, 4, 6, 7 bo nha cô chú anh chị ha. Dạ một cây giảo chuông bonsai. Hoành vị trí 15 ha. Cũ của nó là 48 ha. Chiều cao là 41. Ngang 42. Rồi mã 13 giao lưu giá 1 triệu 200 ngàn. Đó, tặng một cây siêu bông Sài Gòn luôn. Dạ, 1 triệu 2. Trời lớn luôn ha. Dạ. Dạ. Dạ, mã số 14 một em cúc hoa hương nha cô chú anh chị. Cây này vậy mình lấy bo được ok luôn ha. 30-40 bo thoải mái nha cô chú. Thân lắc. Bo già luôn hả? Đế đẹp nha cô chú chị. Cây này nhộn chậu 3 luôn ha. Dạ rồi em xin số đo đây ạ. Hoành 14. Tổng ở hoành đế của nó là 47. Chiều cao 67. Ngang 72. Rồi mã 14 giao lưu giá 1 triệu ha. Dạ 1 triệu chẳng luôn ha cô chú anh chị. 1 triệu. Dạ. Tặng một cây ha cô chú anh chị. Siêu bông Sài Gòn. Dạ. Dạ rồi. Mã số 15. 15. Đó, một cây giảo chuông nữa ha. Rồi. Cây này cũng đang đi cơ được. Khỏe mạnh luôn nha cô chú anh chị. Cái này được 6 bo ghép, thân lắc, đế đẹp luôn ạ. Dạ rồi, em sẽ xếp đoán nha. Cái bộ đế quái lắm mà chú anh chị. Hình thú nó quái lắm mà. Hoành 14 ha. Dạ 14 hoành. Tổng với hoành đế của nó là 54. Chiều cao là 58. Ngang là 51. Rồi mã 15 giao lưu giá 1 triệu 1 ha. Tặng một dạ. Cây siêu bông Sài Gòn luôn ha. Một cây giảo chuông 1 triệu 1 nha cô chú anh chị. 16. 16. Giảo chuông luôn ha. Dạ cũng này cũng một con sa đế đẹp luôn cô chú anh chị ha. Một cây giảo chuông. Cái này ghép nhiều bo nha cô chú anh chị.
thân lắm. Đế thì hơi sẫm lên mà nó gom là đế nha cô chú nha. Dạ, dạ, xin cái đâu rồi. Hoành vị trí 18. Tổng ở hoành đế nó là 57. Chiều cao là 58. Chiều ngang là 52. Rồi mã 16 vô lưu giá 1.150.000 ha. Dạ 1.150.000. Dạ rồi. 17 là giỏ kính tròn ha cô chú anh chị. Dạ, một cái giỏ kính tròn. Này nó bộ đế nó hết giáp ở chậu luôn ha. Nguyên một bệ đế luôn đó chị. Chậu mấy là đế nó mấy luôn á. Cái này là mình ghép được 6 bộ ghép không mấy cô chú. Dạ, dạ, em xin số nào ha. Hoành vị trí là 14 ha. Chiều cao là 66. Ngang là 97. Rồi. Mã 17 vô lưu giá 1.150.000 luôn. Dạ. Mã số 17. Chuông này bông mà. 18. 18 mà giảo chuông ha. Đó, cây này đẹp mà. Em cho mặt bông nó. Cô chú anh chị. Nè, thấy mặt bông ha, bông nó nè. Mười mấy cánh ăn lên ha cô chú anh chị. Cỡ này 18 cánh luôn rồi, cái này nó chưa nở ra hết, nó bẹt ra là bự lắm ha. Bẹt ra, nó chưa bẹt là nó gần, nó chưa bẹt cũng bự như này. 7 xăng, 6 xăng rưỡi. Cây này đẹp hơn. Cái này mình ghép luôn rất là nhiều chục ghép nha quý cô chú anh chị. Bộ đế nhìn là quái lắm ha. Cái thân thì lất lượng ha cô chú, đế thì sổng nôm ha. Nó như con nhện vậy đó cô chú anh chị. Cứng cái bỏ đều với chậu ba luôn nha cô chú. Dạ. Hoành vị trí 14. Tổng ở hoành đế nó là 80. Chiều cao là 65. Ngang là 60. Rồi 81 vô lô giá 1.250.000 ha. Dạ 1.250.000. Rồi. Dạ mã số 19. Vô chuông luôn ha. Dạ. Thân lắc luôn cô chú anh chị ha. Cái này mình ghép cũng rất là nhiều trọt ghép luôn ạ. Dạ thân lắc đế đẹp luôn cô chú anh chị nha. Hoành là 14 ha. Dạ. Tổng ở hoành đế của nó là 90. Chiều cao là 59. Ngang là 48. Rồi mã 19 vô lưu giá 1.200.000 ha. Dạ 1.200.000. Tặng 1 cây siêu bông Sài Gòn ha. Dạ. Ừ. Mã số 20. 20 là 1 cây giả hút đăng ha. Dạ. Cái này về mình cũng lấy bo nhân giống được liền á cô chú. Bo già ha. Ghép được 4 chồng ghép. Dạ thân lắc mà đế đẹp luôn hả. Dạ rồi em sẽ xếp ra luôn anh ha. Hoành vị trí 16 ha. Tổng hoành đế là 48 ha. 84 á. Chiều cao nó là 48. Ngang là 58. Rồi mã 20 vô lưu giá 1.100.000 ha. Dạ rồi 1.100.000. Mã 21. 21 vô chuông luôn ha. Rồi, cái này quá trời cái nồi đế luôn rồi cô chú. Đế. Dạ 21 nha cô chú. 21. Nhìn cái nồi đế đẹp luôn nha cô chú ha. Đế nhìn thấy là cái dáng hỏi hỏi luôn nha cô chú. Cái này ghép được này giống 30 ghép. À, nhìn đây giống thú ha. Hoành 15 ha. Dạ 15 hoành. Cũ 72.
tổng quanh đá 72, chiều cao em nó là 61, ngang là 45. Rồi mã 21 Zalo giá 1.200.000 ha. Dạ, một cái giảo chuông nha cô chú. Tặng một cây giảo bạch kim ha. Mã số 20. 22, một cây đài lộc ha. Dạ, cây đài lộc này hàng già mùa luôn cô chú anh chị nha. Phơm tàn không luôn ạ. Đài lộc già mùa cô chú anh chị. Dạ. Dạ. Dạ ghép được 3 chậu. Dạ dạ. Đế nằm dài luôn. Đế nằm dài chậu luôn ha. Hoành là 19 ha. Chiều cao em nói là 95, ngang là 84. Rồi mã 22 Zalo giá 1.200.000 ha. Dạ 1.200.000 một cây đài lộc già mùa nha cô chú anh chị. 23. 23. Đài lộc luôn cô chú anh chị. Cái này mình chơi một cặp với cái 22 luôn ha cô chú anh chị. Cây này thì mình ghép 30 ghép. Cũng chậu ghép lớn hơn ngón cái mình rồi nha cô chú chị. Đế thì nhỏ cũ. Dạ rồi em xin xác ra luôn à. Hoành vị trí 22 ha. Chiều cao là 88, ngang là 72. Rồi mã 23 Zalo giá 1.300.000 luôn ha. Dạ 1.300.000 nha cô chú anh chị. Đây là tặng một cái mai nhỏ luôn cô chú chị. Dạ. Mã số 24. Cái đài lộc cái này thì lùng lực hơn ha quý cô chú. 23. Ừ. À, cái này mình cũng ghép chậu ghép cũng liền nạt lớn hết trơn ha. Dạ, rồi em xin số đo luôn anh ha. Quanh vị trí là 25 ha. Chiều cao là 63, ngang là 56. Rồi mã 24 Zalo giá 1.100.000. Dạ, 1.100.000. Một cây đài lộc già mùa luôn nha cô chú anh chị. Mã số rồi 25. Một cây mai quắn ha, giảo quắn ha. Ghép với phôi mai vàng quái nha cô chú quái anh chị. Hai cái sừng luôn ha. Quắn của mình là quắn kích nha cô chú. Khoi này quái nha. Chia làm hai. Một cốt chia hai thân, thân nào cũng lắc hết trơn đó cô chú anh chị. Rồi đế thì nở cũ luôn nha. Dạ em xin số đo luôn ạ. Hoành vị trí này 21 ha. Chiều cao đó là 67, ngang là 56. Rồi mã 25 Zalo giá 1.500.000 ha. Dạ 1.500.000 nha cô chú anh chị. Một cây giảo tự sống dáng quái luôn nha. Dạ mình sẽ tặng được một cây bất kỳ ha cô chú anh chị. Rồi mã 25 là mã cuối clip ngày hôm nay nè. Rồi em rất cảm ơn chú anh chị vừa qua ủng hộ em ha. Rồi chú nó hôm nay vô ủng hộ em mà mua một cây em tặng một cây luôn. Nói nó sơm ha, một tặng một ha. Dạ. Tặng cái mai nhỏ. Dạ. Dạ. Rồi chào. Em xin chào kết thúc clip tại đây luôn quý cô chú anh chị nha.